Hello các anh chị em đang xem video trên kênh Tenten của mình nha. Dạo này khá bận nên mình không làm clip liên tục được. Hôm nay sản phẩm của chúng ta là một cái áo thun ngang ngắn tay cotton cực đẹp và phong cách. Giá của cái áo này là 115k. Tính các chi phí vận chuyển và hỗ trợ của phí ship của Shopee thì tổng chi phí cho cái áo là 142.500 đồng. Shop ở trong Nam còn mình ở ngoài Bắc. Phải nói là sản phẩm mình đánh giá rất cao từ kiểu cách, họa tiết, đường may lẫn chất liệu, chẳng có điểm gì để chê cả. Giá cả rất phù hợp túi tiền. Ở chỗ mình, hàng trăm nghìn cho nam thường họ chỉ bán một cái áo trơn với vài ba dòng chữ, chẳng có hoa văn họa tiết. Nói chung là sản phẩm của shop này, mình rất ưng ý. Đã đặt 4 cái áo ở đây, và hàng nào cũng miễn chê luôn.